Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với Xe Giá Tốt 24 giờ. Trước mắt anh em đang theo dõi là chiếc xe VinFast VF3 nhé, chiếc xe cỡ nhỏ của nhà VinFast. Mà trong cái video ngày hôm nay, dịp những ngày cuối tháng 10 của năm 2024, với những cái chính sách vẫn được ưu đãi về sạc miễn phí và gửi xe miễn phí ở thời điểm hiện tại. Và thời điểm này thì VinFast VF3 vẫn được hưởng chính sách áp thuế là 0% khi đi anh em đi nộp thuế anh em nhé. Với những cái chính sách giá bán như vậy thì em sẽ đi vào chia sẻ về khuyến mại cũng như là tổng lăn bánh của từng phiên bản bên VinFast VF3 này, để cho những anh em nào mà đang quan tâm cũng như là tìm hiểu và muốn sở hữu cái dòng xe VinFast VF3 này thì sẽ có thể nắm được. Hiện tại thì bên em đang hỗ trợ cho anh em mua xe qua vay qua trả góp nhé. Thì anh em đầu tư đâu đó vào khoảng 40 triệu đến 60 triệu là anh em có thể là mang xe về rồi. Và chi tiết về khuyến mại và tổng lăn bánh thì mời anh em theo dõi để có thể nắm được. Đầu tiên thì em xin chia sẻ với anh em cái phiên bản VF3 với cái trường hợp anh em thuê pin nhé. Khi mà anh em thuê pin thì sẽ có mức giá niêm yết đề xuất là 240 triệu. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại cũng như là quà tặng thì để lăn bánh tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, anh em cần chuẩn bị cho em là 262 triệu. Trả góp thì đang là 58 triệu. Lăn bánh ở các tỉnh còn lại nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 243 triệu. Trả góp thì đang là 39 triệu. Tổng lăn bánh trên thì đã bao gồm các chi phí đăng ký cố định rồi, ví dụ như là tiền biển số, phí dán tem đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ và phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự, và chưa bao gồm dịch vụ đăng ký trọn gói anh em nhé. Ở thời điểm hiện tại thì anh em đang được hưởng cái chính sách là sạc miễn phí cũng như là hỗ trợ gửi xe miễn phí, thì anh em cũng nên cân nhắc là đặt cọc cũng như là lấy xe sớm để được hưởng cái chính sách giảm thuế 0% nữa anh em ạ. Hiện tại thì với những anh em mua qua trả góp thì em đang tạm tính cái tổng lăn bánh để anh em đi vay thì lên đến 85% giá trị xe. Về cơ bản là tùy thuộc vào hồ sơ của từng khách hàng, anh em lưu ý ạ. Ok, với phiên bản VF3 mà anh em mua pin thì sẽ có mức giá limit đề xuất là 322 triệu. Ngoài ra thì vẫn được tặng anh em là sạc miễn phí và gửi xe miễn phí anh em nhé. Thời điểm này anh em cũng nên cân nhắc là đặt cọc gì, vì là cái lượng xe nó cũng đang có nhiều rồi. Và thời điểm này bên em cũng có một số màu để có thể giao ngay anh em ạ. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại cũng như là quà tặng thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, anh em cần chuẩn bị cho em là 344 triệu. Trả góp thì đang là 70 triệu. Lăn bánh ở các tỉnh còn lại nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 325 triệu. Trả góp thì đang là 51 triệu. Với những cái màu nâng cao thì anh em sẽ phải cộng thêm 8 triệu nữa. Nếu mà anh em nào cảm thấy phù hợp và có nhu cầu chọn màu thì em sẽ gửi cho một list danh sách về màu xe để cho anh em có thể lựa chọn một cách dễ dàng. Và anh em lưu ý những cái màu cơ bản thì anh em sẽ rẻ hơn 8 triệu anh em nhé. Đó, nếu anh em cảm thấy phù hợp lấy màu nào thì báo em thôi. Vừa rồi thì em đã chia sẻ cũng như là gửi tới anh em cái mức giá xe, mức lăn bánh cũng như là tiến độ giao xe rất là chi tiết cụ thể rồi. Còn anh em nào muốn có giá tốt hơn hay là muốn biết chi tiết về khuyến mại như thế nào thì anh em vui lòng gọi điện để nhân viên bên em hỗ trợ nhé. Em xin phép được dừng video tại đây. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ạ.